Em với cả tất cả đồng đội thì tập trung ở đây cũng rất là lâu dài và cũng nhớ những cái món món ăn của Việt Nam, và các cổ động viên qua đây rất là đông nhiều và cũng đã gửi những cái món món ăn Việt Nam và